Ai muốn ấm bụng thì vào đây, bún phở các loại đủ đầy món ngon. Bác ơi, làm nhanh để cháu còn ăn, lẻ mẻ thế. Có ngày đây, có ngày đây, đợi một tí nhá. Mời cô, cháu xin. Vẫn thiếu. Con này họ nhà thường luồng hay sao mà nó múc lắm thế? Bát bún có 20 mà nó làm thế thì lãi lở cái gì? Đúng là chẳng đâu thanh bình bằng quê hương. Cánh đồng xanh mướt, cỏ bay thẳng cánh. Chú Ngao, đứng lại, tôi bảo ai làm gì mà chạy ghê thế. Rồi à, thấy bác dồ ga phi ầm ầm rồi quẳng xe, em cứ tưởng có chuyện gì lại chẳng chạy. Thời tới rồi, thời tới rồi. Có mối gì làm ăn hay sao? Làm thì không, nhưng mà ăn thì có đấy. Còn vợ tôi nó đi vắng, anh em mình lên trên kia đà đưa tí cho phấn khởi nhỉ. Đi. Bác ơi, cháu rủ đâu? Có ngay đây, có ngay đây. Cái con này nó phải đầu thai làm bò mới đúng. Ăn rau thơm mà cứ như là bò nhai rơm ấy. Đây của mẹ đây. Bà chủ nó rồi, bà chủ nó rồi. Đây, tôi ra đây, tôi ra đây. Cho một đĩa mồi và một chai nước sinh sự. Cái nước gì mà lại lạ thế? Nước sinh sự là cái nước gì? Nước sinh sự là cái nước có cồn, uống vào thì sẽ tây tây, đưa con người lên 9 tầng mây bồng bềnh. Uống cái nước đấy vào thì trái đất này là của bố mày. Thế thì tôi hiểu rồi đấy. Các chú vào ngồi đi. Nhanh lên đấy, đang nhạt mồm. Bà chủ tính tiền. Bà chủ ơi, đây, tôi vào luôn đây. Ôi giời ơi. Ôi trời đất quỷ thần thiên địa hội ơi. Mồm con này nó mẻ hay sao mà chùi lắm thế? Tiền bún của cô là 20, tiền giấy 60, tiền rau 30, tổng là 100 môn. Không có đâu bé ơi, làm gì có cái quán nào lại tính cả tiền rau với cả tiền giấy. Đây, trả 20 tiền bún thôi. Này, no bụng quá. Rồi. Đấy, mang về mà đắp mặt cả họ nhà mày đi. Ăn thì như hùm đổ đó. Chùi dưới, chùi trên, cái kiểu gì mà hết cả bịch giấy của người ta. Này, bà chủ có bán hàng không đây? Nhanh lên không đi quán khác bây giờ. Đây, tôi vào làm luôn đây, tôi vào làm luôn đây.
bởi các thượng đế cho phép bà lui để anh em chúng tôi đàm đạo. Cuộc đời chả biết sống được bao lâu, không ăn không nhậu thì giàu cũng vứt đi. Nào, anh em chúng ta cụm ly. Đàn ông anh em mình thiếu cái thứ cay cay này là khó có thể mà vui được. Sống trên đời không biết miếng thịt chó, xuống dưới kia biết có hay không. Mày định lủn đi đâu? Có khôn như trạch tao vẩy vôi cũng lên. Tiền mày ăn mày uống ở quán tao bao giờ trả? Bao giờ có cháu khác trả. Mà cháu nợ cái gì ấy nhỉ? Mày tọng vào mồm rồi lại quên à? Để tao nhắc cho mày nhớ. 7 đĩa thịt chó, 10 bó lá mơ, 2 em gà tơ. Mày có nhà ra trả tao không? Nhà đây. Ôi giời ơi. Cháu ơi, nhà trả rồi nhá. Ôi giời ơi. Có ai khổ cho những người làm dâu chăm họ như em không hả trời? Mặt trời đi ngủ rồi và các bố vẫn lưng lên hạ xuống. Hết chuyện trên trời là đến chuyện dưới biển, bao giờ mới xong để tôi còn dọn. Uống đi, uống đi, uống liên tục qua. Uống thì uống. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Nó uống mòn chén, ngồi mòn ghế vẫn chưa xong. Bác ơi, bác có thấy anh Sò nhà con rượu chè trong quán này không? Tôi thấy thằng Sò với thằng Ngao, nó uống rượu từ hôm qua hôm nay ở cái quán này này. Chồng với trẻ con thế này có điên không? Uống rồi, uống rồi. Chồng với trả con, đi về. Đi. Này chú Sò, chú trả tiền cho tôi phục vụ chú từ hôm qua tới giờ. Gọi nè, nó. Phục vụ hai bố giá rời chân tay, giờ lại buông câu nhạt tuẹt, nợ. Có ai khổ như em không hả trời? Không biết béo bở hay ho gì mà hở ra là rượu chè. Khéo chó đến nơi rồi. Nằm đấy khi nào tỉnh thì về.